Và đây là món vũ khí mới được ra mắt trong bản Minecraft Snapshot mới nhất luôn, là 24W11A. Thấy có cái gì thú vị không? Mình vừa mới one shot một con warden đầy cây máu đó anh em. Thì trong video của ngày hôm nay thì mình sẽ phân tích cái món vũ khí mới này, cách nào mà các bạn có thể tìm được nó và những thứ mới được thêm vào Minecraft phiên bản Snapshot này nhá. Chúng ta hãy cùng bắt đầu video nào. Chắc là anh em muốn phân tích cái vũ khí này trước. Ok, chúng ta sẽ nói về nó. Đầu tiên thì chúng ta lấy một cái bàn chế tạo ra đi. Món vũ khí mới này sẽ được chế tạo từ một cây breeze rod. Một cây gậy breeze đó anh em. Rồi, và cái tiếp theo là cái này luôn nè, cái heavy core. Cái gậy breeze này sẽ ở cái khu ingredient là nguyên liệu. Và cái heavy core này cũng ở ingredient là nguyên liệu luôn anh em. Chúng ta sẽ lấy hai cái này. Chúng ta bỏ bớt mấy cái kia đi. Thì cái này sẽ được chế tạo rất là dễ dàng bằng hai cái này đó. Thì cái vấn đề làm sao mà anh em tìm được hai cái này nhỉ? Thì để có được cái breeze rod, anh em sẽ phải tiêu diệt được con breeze đó, cái con thần gió này nè. Và mỗi con nó sẽ rớt ra từ 1 đến 2 cây gậy như thế này để cho anh em có thể sử dụng. Ngoài ra cây gậy breeze này còn có thể chế tạo được ra hai cái windchoss, đó là hai cái cục gió này nè, đó, hai cái cục rasengan. Thế còn cái cục này sẽ có ở đâu nhỉ? Anh em có thể kiếm được nó bằng cái gọi là cái lồng này, lồng gì vậy ta? Vault, có nghĩa là cái rương thưởng đó anh em. Thì để mở được cái rương thưởng này, ở mấy tập trước, ở mấy video trước mình đã nói rồi, chúng ta sẽ cần có cái trial key. Và cái trial key sẽ có được khi mà anh em đánh thắng một cái lồng spawn này. Cái lồng spawn này tên là Trial Spawner. Anh em sẽ tìm thấy được nó ở trong những cái hầm thử thách mà mình đã giới thiệu ở những cái bản snapshot trước đó. Thì đây, cái này nó cũng ra ngẫu nhiên thôi anh em. Thì có vấn đề là cái tỷ lệ ra cái heavy core này cũng không có nhiều lắm đâu anh em. Chúng ta sẽ thử làm 4 cái chơi để coi nó có ra không. Trời đất ơi, không ra một cái nào hết. Cái tỷ lệ này nó rác thải thiệt chứ. Cái tỷ lệ mình không biết là cái tỷ lệ nó ra là bao nhiêu nữa. What the heck man. 5 cái. Ở đây, ra rồi. Cuối cùng nó cũng ra. Oh my god, nhìn đây này. Đó thì anh em có thể có được nó thông qua những cái rương thưởng này. Và nhìn nó như thế này, anh em có thể đặt nó xuống. Nó nhìn khá là giống với lại một cái đầu người chơi, nhưng mà nó không có dính vô. Anh em nhìn thử, nó không dính vô. Nó có thể dùng để làm bất kỳ một cái gì đó, đồ trang trí chẳng hạn. Rồi chúng ta sẽ nói tới cái lượng sát thương của cái này nha. Sát thương của cái này sẽ, sát thương cơ bản của nó sẽ bằng với cái kiếm kim cương thôi. Và tốc độ đánh cũng y chang như vậy. Chúng ta sẽ thử spawn này, chúng ta đánh con này luôn được không? Yeah, cũng ngang bằng với cái kiếm kim cương. Tuy vậy thì nó sẽ đi kèm, nó không có ghi gì đây ha, lạ ha. Nó không có ghi cái chức năng của cái chùy này ở đây. Thì nó sẽ đi kèm với một cái tuyệt chiêu. Đó là khi mà anh em rơi, mà anh em đánh trúng một mục tiêu nào đó, thì anh em sẽ được loại trừ toàn bộ những sát thương rơi và tạo sát thương tương ứng lên đối phương. Ví dụ như thế này thì tầm 1 ô thì không được đâu, chúng ta phải nhảy tầm 2 ô, 3 ô như thế này. Đó thì anh em sẽ làm được cái chiêu đó. Chúng ta sẽ thử triệu hồi một con ra. Đây là một con heo. Chúng ta sẽ thử nhảy coi chúng ta có nhảy tới đó không. One shot. Chúng ta vừa mới one shot một con heo đó anh em. One shot ấy. Mình không biết như vậy có đúng không, hay là tức. Yeah, nó vừa one shot một con heo. Bây giờ mình sẽ thử chế độ sinh tồn coi mình có thể làm được như vậy không nhỉ. Mình mong là mình có thể làm được. Ok, let's go. Yeah, và đáng ra chúng ta sẽ phải nhận cái lượng sát thương rơi ở đó. Bây giờ mình sẽ thử nhảy. Yeah, chúng ta sẽ nhận một cái lượng sát thương rơi ở đó, nhưng mà chúng ta đã nhờ có cái chùy này thì chúng ta đã không nhận được sát thương rơi nữa. Tuy vậy thì mình vẫn không hiểu tại sao nó lại gọi là cái chùy. Cái này nhìn giống cái búa hơn ha. Chúng ta chỉ cần thêm cái liềm nữa là chúng ta có thể ca ngợi đảng ở trong Minecraft rồi anh em ạ. Thêm vào đó nữa, khi mà mình nói các bạn sẽ tạo sát thương tương ứng lên mục tiêu, điều đó có nghĩa là anh em mà rơi từ độ cao càng cao xuống mặt đất thì sát thương sẽ càng to. Đồng nghĩa với việc là anh em có thể tạo vô hạn sát thương. Hiện thời thì mình chưa có thử nghiệm được là sát thương tối đa là bao nhiêu, nhưng mà theo lý thuyết thì anh em có thể tạo vô hạn sát thương. Bây giờ thì mình sẽ cho một con Warden nổi tiếng là châu bò. Sau đó thì mình sẽ TP lên. Cái này chắc phải thử vài lần nè. Mình có khi là mình đánh không trúng. Ok, chúng ta sẽ cố gắng nhắm chính xác cái thanh niên kia. Chúng ta vừa mới one shot Warden đó anh em. Đấy, one shot Warden giống như là hồi đầu video mà anh em đã thấy.
Ngoài ra thì Mojang cũng có đề cập tới một cái việc là chúng ta có thể để một cái Winchot hoặc là để một stack Winchot giống như mình ở bên tay trái. Và từ giờ chúng ta có thể combo như thế này. Anh em từ nay đánh nhau đã có một cái meta mới. Với cái sức sát thương vô hạn tới từ chùy thì anh em đã có thể combat với nhau, PvP với nhau nhìn rất là tục tục như thế này ha. Oh yeah. Hey. Yeah, cuối cùng tầm đã giết nó. Bây giờ chúng ta sẽ đi xuống dưới The End. Anh em biết là chúng ta phải thử nghiệm gì ở đây rồi đó. Xuống dưới The End và chúng ta sẽ triệu hồi lại con rồng. Trời đất ơi, cái con rồng của tôi. Chúng ta ngồi chờ tí xíu cho nó triệu hồi lại con rồng chứ hả. Cái này sẽ lâu nè anh em. Tại vì mình sẽ cố gắng, mình chặt chết con rồng kia. Chúng ta sẽ cố gắng đấm chết con rồng đó. Chúng ta sẽ lấy một cái effect Night Vision đi, Infinite ha, cho nó sáng sáng nhìn cho rõ. Chúng ta sẽ cố gắng one shot con rồng bằng cái vũ khí mới này. Nó xuống. Let's go. No. Tôi đã lụt rồi, đồng đừng đi rồi. Ơi. À, chúng ta phải thử lại tí xíu là sau đây anh em lỗi kỹ thuật. Cho dù là mình creative mode nhưng mà không sao. Cái đó nhìn ngầu thiệt. One shot con rồng là một cái cảm giác rất là thỏa mãn nha anh em. Rồi, và đó là tất cả những tiềm năng của cái búa này. Chúng ta sẽ đi tới những cái thứ mới khác đối với cái bản cập nhật snapshot này nhá. Đầu tiên là chúng ta sẽ có những cái họa tiết trang trí cái bình mới. Cái đầu tiên tên là Flow, cái thứ hai tên là Script và cái thứ ba tên là Guster. Thì cả ba cái mảnh này đều được tìm thấy ở dưới Trial Chamber nha anh em. Tìm tới cái khu của cái mấy cái lồng này nè. Nói chung là nhìn cũng được đi. Nhìn càng nhiều hoa văn càng tốt để chúng ta trang trí mà. Rồi tiếp sau đó sẽ là hai cái mảnh armor tree mới. Ủa của mình đâu rồi? Đây. Hai cái mảnh armor tree mới mang tên là Flow và cái tiếp theo là Bolt. Đây, hai cái. Một cái bên này là Bolt nè, còn cái bên này là Flow nè. Hai cái mảnh để nâng cấp mới. Thì cái mảnh khảm giáp này chúng ta có thể copy nó bằng cái công thức sau đây. Anh em có thể thấy chúng ta sẽ cần một khối đồng và 7 khối kim cương. Đi kèm với đó là cái này. Cái của cái Flow thì chúng ta có thể copy bằng một cái gậy breeze, rồi gậy gió và 7 cục kim cương. Đó, rất là dễ dàng. Và đó là hầu hết tất cả những gì được thêm vào phiên bản thử nghiệm Snapshot 24W11A này. Chỉ mới gọi là những cái ý chính thôi nha. Thực tế nếu mà chi tiết hơn sẽ có một số chỉnh sửa nho nhỏ. Ví dụ như là chỉnh sửa những cái khu vực spawn của những loài chó khác nhau. Và họ chỉ là chỉnh sửa nho nhỏ thôi, không có đến nỗi đáng kể đâu. Tại vì đây chỉ là bản snapshot, thế nên là chúng ta chưa chắc chắn được gì, thế nên mình cũng không có đề cập ở đây. Và mình nghĩ rằng với những cái thông tin này thì anh em đã có đủ ý và chuẩn bị đủ kiến thức để có thể chơi được những cái phiên bản mới của Minecraft rồi. Ok, hẹn gặp lại anh em vào những video sau. Chúc anh em có một buổi tối tốt lành. Bye bye.